Rồi, xin chào các bạn. Clip hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách đi ren, ren ống, ren nước cấp nha. Ren nước cấp thì ren như thế nào, sen tém thì ren như thế nào và cầu thì ren như thế nào. Đây, trước tiên là cầu. Trước tiên là buồng cầu. Cầu mình sẽ để là ren ren. Cầu đây mình sẽ để là riêng treo. Tại sao riêng treo? Thì xe này nó sẽ có, mình có một cái van nữa, có một cái van để cho cầu nha. Thì van của nó lúc nào cũng ra ngoài, mình sẽ để riêng treo. Nếu có cách thứ hai nữa là để ra ngoài, để ra ngoài thì mình chỉ dùng tê cầu, không dùng van nha. Tê cầu thì chia ra một cái vòi xịt, với lại là đường vô cầu á. Còn cái này là không quan trọng, cái này là treo ngoài cũng được, ok, có thể lắp được hết. Rồi, tiếp theo là vòi sen tém ném lạnh. Cái đây bắt buộc phải để ren treo, bắt buộc các bạn để ren ngoài là tiêu nha. Để ren treo cho mình để ren treo cho mình. Thì clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn là kích thước bao nhiêu, cao bao nhiêu, cốt nền lên bao nhiêu, các bạn để ý treo hết nha các bạn. Treo hết. Đây mình sẽ chỉ từ A tới Z cho những người nào chưa biết luôn, có thể tự đi làm được. Rồi, vòi nước ném lạnh, nước vòi nước ném thì bình nước ném trực tiếp này, các bạn để ra ngoài cho mình. Đây, để ra ngoài nha. Để ra ngoài thì xe này chỉ dạng một cái dây cắp lên trên cắp thôi, chuẩn luôn, làm chuẩn luôn các bạn. Rồi, ok. Lavabo, rồi chuyển sang lavabo. Lavabo thì các bạn để ra ngoài, ok, để ra ngoài hết nha. Hai đầu đều ra ngoài hết, ném lạnh ra ngoài hết cho mình. Xe này chỉ dạng dây nước cắp lên thôi. Để ren treo thì vẫn có đường bên thôi, nhưng mà nó sẽ tốn thêm một cái đầu ren nữa, nên phung phí, không lần có làm vậy. Cái này mình sẽ đưa ra ngoài xa xa chiếu. Cái này người ta dán gạch, dán gạch thì có thể thì là trào vô. Mình chia ra cách hai phần là được. Rồi, còn vòi xả nhanh thì mình để ren treo thôi. Vòi xả nhanh để ren treo. Vòi đây là để ren treo chắc cú nha các bạn. Để ra ngoài không được đâu, bắt buộc phải để ren treo. Rồi, cái đây là clip hôm nay là mình sẽ nói vậy thôi. Cái đây là mình hướng dẫn từ A tới Z luôn. Bạn này để ý đăng ký clip của mình là biết. Thì lúc đầu thì mình clip trước thì cũng đã quay căn nhà này, mình cũng đã quay toàn bộ hệ thống điện này nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang kích thước của nước. Rồi, các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký để xem clip khác. Xe này mình gắn vòi thử xem có đúng chính xác như lời mình nói không nha. Rồi, ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn.